Anh Luận vào đi. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, tại thời điểm này là 9 giờ buổi tối ngày 10 tháng 5 năm 2019. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự lại được chào đón một vị khách rất quen thuộc của cửa hàng. Vâng, trong buổi tối ngày hôm nay thì anh cũng đã theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh và theo dõi một trang Zalo cá nhân. Cửa hàng cũng đã thông báo có một cặp loa Bose 363 vừa cập bến trong buổi chiều ngày hôm nay, thì cửa hàng cũng đã đăng lên Zalo riêng của mình và được vị khách đến từ Hưng Yên cũng đã lựa chọn ngay. Và anh sẵn lựa chọn sản phẩm thứ hai là một chiếc đầu CD Acouphony DP70 mới về trong buổi tối ngày hôm qua. Đây là vị khách đến từ Hưng Yên. Đó như chặt vầy. Vâng, và anh lựa chọn thêm cho mình một chiếc lọc nguồn cách ni 1,5 kVA có đường ra 220 nhỉ? Xin lỗi, có đường ra 110-115 nhé. Vâng, rất là tiếc vì cửa hàng vẫn chưa được thông báo sản phẩm đến những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh, thì đã có chủ nhân ngay cặp loa Bose 363 còn chân zin. Vâng, rất ít khi những cặp loa 363 về mà còn chân zin, đa phần là bị mất chân. Và ngày hôm nay thì cặp loa còn nguyên chân zin cũng đã có chủ theo anh Luận về Hưng Yên trong buổi tối ngày 10 tháng 5 năm 2019. Vâng, đây là một chiếc đầu còn nguyên thùng hộp DP70. Vâng, tại thời điểm này thì chiếc đầu CD Acouphony DP70 nó có khoảng giá là trên 40 một chút, dưới 43 triệu. Đẹp mỹ mãn, không hề có một vết xước nhỏ. Vâng, những chiếc đầu CD Acouphony DP70 thì quý vị và các bạn có thể kết hợp với những chiếc âm ly Acouphony có hồi gỗ như 305 trơn và 305V. Rất là hợp. Vâng, âm thanh Đức Hạnh là một clip ngắn thông báo cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh được biết cặp loa Bose 363 vừa cập bến với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì tại thời điểm này là 9 giờ cũng đã có chủ theo anh Luận về Hưng Yên. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.